Hello, xin chào bà con cô bác. Bây giờ tôi lại tiếp tục giới thiệu cho bà con cô bác về cái cách cắt cây rau ngót. Thì cái rau ngót này là bây giờ là vào mùa xuân. Thì cái rau ngót này sau khi qua một mùa đông thì lá nó sẽ tùn lá tàn lùi như thế này, và nó không ra lục non. Thì bây giờ qua mùa xuân thì nó bắt đầu chuẩn bị để tích lũy dinh dưỡng để phát triển, và nó ra lục non. Thì muốn để cái rau rau ngọt như thế này nó phát triển thì bà con phải cắt nó, cắt sát đất. Đấy, cắt sát đất để cho nó ra cây lục non mới, để nó ra được cái rau đẹp hơn và xanh xanh tốt hơn. Thì đây là cái thời điểm vào vào tháng giêng, tháng 2, đầu tháng 2 là thời điểm là cắt rau ngót, là thuận tiện nhất, đúng thời điểm hợp lý nhất để cho rau ngót nó phát triển ra lục non. Thì vừa cắt ra lục non thì vừa lấy cái cành thế này để mà dâm, để mà trồng, mà dâm dâm thành cây mới, trồng cây, tiếp tục lại trồng cây rau ngọt mới. Thì bây giờ tôi sẽ cắt cho bà con xem. Thì cắt như thế này, bà con cắt như thế này, cắt cách mặt đất là 4 phân. Bà con thì cắt cao cách mặt đất 4 phân, 4 5 phân gì đó. Cắt như vậy. Thì sau khi cắt xong thì cái này là dùng cái này để trồng dập thành cái cành mới. Thì cắt như thế này thì cái chồi lục mới nó sẽ nứt từ ở dưới gốc này lên, xanh tươi tốt. Thì rau ngót này mà không cắt thì nó không phát triển, nó không đẹp, cho nên là phải cắt. Bà con có thể dùng dao chặt, dao sắc chặt, hoặc là lấy cái kẹo này cắt như thế này.
Như vậy là đã cắt xong. Thì sau khi cắt thì cái cây gốc nó sẽ như thế này. Và nó sẽ đâm chồi nảy lọc từ cái gốc này lên. Nó sẽ cho là cái rau lá rất xanh non, tươi tốt. Và là rau rất là ngon. Thì cái cành này thì bà con cô bác lại tiếp tục cắt để dẫm xuống đất để tiếp tục để trồng những cái rau ngọt mới đem đi trồng chỗ khác. Thì bà con cứ cắt cắt ngắn thế này, cắt dài dài 25 phân, từ hơn 20 phân trở lên như thế này. Thì những cái cây này là dẫm xuống đất. Đấy, dẫm xuống đất và tưới nước đều thì nó tiếp tục lên ra rễ, ra cái đầu, dẫm cái đầu gốc này xuống, cái đầu ngọn trở lên, đấy là cái đầu ngọn, còn cái đầu gốc này là dẫm xuống dưới. Đấy, cứ làm như vậy. Thì video cũng đến đây là kết thúc. Thì nếu bà con thích thì nhớ là like, cho lượt thích và đăng ký kênh để video sau tôi lại tiếp tục ra những cái video mới cho bà con được xem. Cuối cùng thì chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn.